Vào chiều tối ngày 17 tháng 8 đã xảy ra cháy tại khu vực tầng 2 nhà xưởng thuộc công ty cổ phần Thành Thắng Thăng Long, phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 15 xe chuyên dụng cùng với 88 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Diện tích xây dựng nhà xưởng là hơn 5.000m², trong đó diện tích cháy khoảng 2.000m². Kết cấu xây dựng tường gạch, cột bê tông cốt thép, sàn bê tông cốt thép và mái tôn, ngành nghề sản xuất giường, tủ, bàn ghế. Cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và không có khả năng cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản trong nhà xưởng đã bị thiêu rụi.